Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần nói chuyện và liên quan tới thời sự và liên quan tới những vấn đề mà quý vị quan tâm, trước hết thì Phong sẽ thông báo về cái trang YouTube phụ của Phong. Trên màn hình quý vị nhìn thấy đây là trang YouTube phụ của Phong, Trần Nhật Phong Official Channel. Ở đây thì quý vị vào trong YouTube đánh chữ Trần Nhật Phong Official thì nó ra cái logo này, quý vị bấm vào cái logo này sẽ ra được cái channel phụ của Phong. Trong đó thì Phong đã up lại tất cả những cái chương trình đã bị delay vào hôm thứ bảy và chủ nhật vừa qua, trong đó có tin Hoa Kỳ, tin Việt Nam nè, thời sự cuối tuần nè, tin tổng hợp nè quý vị. Những cái này quý vị chưa có xem là bởi vì nó đã không có lên trên màn hình ở cái channel chính của Phong. Quý vị nào mà muốn ra xem thì quý vị vào trong đây để xem lại nha. Ok, đó là cái thông báo của Phong liên quan tới cái vấn đề của YouTube, bởi vì không hiểu lý do tại sao channel của Phong lại gặp trở ngại này. Hy vọng rằng trong một tuần lễ này họ chờ họ sửa lại hoặc là họ điều chỉnh lại để chúng ta có thể trở lại bình thường. Tuy nhiên, dù họ có trở lại bình thường, chúng ta vẫn có một cái channel phụ, và cái channel phụ này sẽ có thêm một số những cái chương trình khác của Phong để cho cái channel này có thể tiếp tục hoạt động. Đó là cái thông báo của Phong. Và thông báo thứ hai là cái chương trình show nhạc huyền thoại với các huyền thoại âm nhạc Việt Nam Khánh Hà, Thanh Lan, Chế Linh, Hương Lan, Phượng Mai và MC Lưu Việt Hùng cùng với ban nhạc Brother Bands sẽ có mặt tại Baby Club thành phố Houston vào ngày 25 tây tháng 12, đúng ngày lễ Christmas, để gửi đến quý vị những bản nhạc huyền thoại, những bản nhạc làm nên tên tuổi của họ. Quý vị nào ở thành phố Houston và các vùng phụ cận cũng như các khu vực ở Garland, ở Austin, ở Dallas, ở Arlington, ở Fort Worth, quý vị cũng có thể về thành phố Houston để tham dự cái chương trình nhạc này rất hay và rất hiếm. Và lâu rồi Chế Linh mới trở lại thành phố Houston. Hơn 2 năm khi mà đại dịch bùng nổ thì nhiều nghệ sĩ đã không có dịp gặp gỡ khán giả. Thì đây là cái chương trình do Phong và Phượng Mai đứng ra tổ chức. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại Cơm Gà Houston. Vé đã có tại Cơm Gà Houston với số điện thoại là 281-857-2377, 281-857-2377, để quý vị có thể đặt vé ngay từ bây giờ. Và cảm ơn tất cả khán thính giả ở khắp nơi đã ủng hộ cho Phong trong cái chương trình của YouTube, và bây giờ mong rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cái chương trình văn nghệ này. Và đó là thông báo của Phong. Ok quý vị, và bây giờ thì chúng ta lại bước vào cái phần thời sự mỗi một ngày của chúng ta. Trong mấy ngày qua thì quý vị đã nghe được cái tin về cái biên giới của Nga và của phía của Ukraine, rồi cái tin ở Belarus và Ba Lan. Những cái tin này đã liên tục đạt được đưa ra, và cộng thêm về việc mà chính quyền của ông Joe Biden đang bắt đầu có những cái chính sách thay đổi đối với cái chính sách với Trung Quốc có vẻ cứng rắn hơn. Điều này cho quý vị thấy rõ là chính quyền của Joe Biden đang tìm cách gọi là sử dụng cái chính sách đối ngoại để cứu vãn những cái sự thất bại từ bên trong nội địa của Hoa Kỳ. Và việc này không biết là sẽ cứu vãn được bao nhiêu, thì chúng ta sẽ đi vào phân tích xem liệu cái chiêu thức mà bắt chước Cộng sản Trung Quốc này của Joe Biden có thành công hay không. Bởi vì Cộng sản Trung Quốc luôn là như vậy. Nếu như nội bộ họ có vấn đề, họ sẽ tìm cách đẩy cái lửa đó ra bên ngoài để người ta bớt chú ý tới nội bộ của họ. Thì bây giờ chính quyền của Joe Biden cũng copy y chang cái chính sách của Trung Quốc, tức là tìm cách kích động làm lớn những cái hồ sơ bên ngoài để tìm cách che đậy những cái thất bại từ bên trong. Bây giờ mình nói về cái thất bại từ bên trong và ông ta đã làm gì ở bên ngoài để kích động người dân đây quý vị. Ok. Trong 11 tháng ông Joe Biden lên cầm quyền thì chúng ta đã nhìn thấy được cái chính sách đầy thất bại của ông ta. Chính sách cực tả đã khiến cho đất nước Hoa Kỳ phải đối diện với rất nhiều thách thức. Thách thức đầu tiên là cái cuộc khủng hoảng di trú và khủng hoảng về di dân ở khu vực biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Tới ngày hôm nay vẫn tiếp tục và đang có một số những cái đoàn caravan, tức là những cái đoàn lữ hành đang tiến tới biên giới của Hoa Kỳ. Buộc ông ta phải sử dụng lại cái chính sách mà ông ta đã lật đổ của Tổng thống Trump trước đây là Remain in Mexico. Ông ta đã phải sử dụng lại cái chính sách này để ngăn cản bớt những cái người bước vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Và đây là được xem là con số cao nhất từ xưa tới nay. 1.8 triệu người
đã xâm nhập vào vùng cái khu vực biên giới phía nam của Hoa Kỳ để mà tìm cách xin tị nạn hoặc là trốn lại ở Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy cơn khủng hoảng di dân này đang là một cái nỗi gọi là nỗi đau của Joe Biden không thể giải quyết được, và ông ta đã tìm cách gọi là thúc đẩy để ngăn chặn với các quốc gia từ Honduras cho tới Guatemala. Ngày hôm nay ông ta xui xẻo bởi vì cái đảng cầm quyền ở tại Honduras sau 12 năm đảng bảo thủ cầm quyền thì bây giờ tới phiên nhân vật cánh tả lên cầm quyền. Họ đã thắng cử ngày hôm qua và họ tuyên bố sẽ mở đường cho Trung Quốc vào trong khu vực đó, và Honduras có thể sẽ cắt bỏ mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan để kết nối với Trung Quốc, là mở thêm một bước đường cho Trung Quốc xâm nhập vào khu vực đó. Thì Joe Biden lại không có một cái giải pháp nào để áp lực với Honduras. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, về đối nội. Tình trạng đóng ống dẫn đèo Keystone đã dẫn tới tình trạng nguyên nhân cái việc thiếu năng lượng tại Hoa Kỳ. Thiếu năng lượng tại Hoa Kỳ là một cái vấn đề trầm trọng hiện nay. Và bây giờ ông ta đã cho khui cái dầu dự trữ lên tới 50 triệu thùng. Nhưng mà 50 triệu thùng này cũng không cứu vãn được thời gian dài. Đây chỉ là cái biện pháp nhất thời của ông ta nhằm có thể vượt qua được cái mùa đông năm nay, giữa lúc mà tình trạng sử dụng năng lượng khá nhiều. Tình trạng khủng hoảng năng lượng do ông ta đóng cửa ống dẫn dầu Keystone đã dẫn tới giá cả của dầu năng lượng đã cao nhất kể từ 7 năm qua. Ok quý vị. Thứ ba, vì năng lượng cho nên tình trạng lạm phát đã bùng nổ. Tức là giá cả của thực phẩm, giá cả của các mặt hàng và thiếu hụt nguyên liệu đã xảy ra. Chính điều này đã dẫn tới sự thất bại trong kinh tế của ông Joe Biden. Hoa Kỳ đang đối diện với sự lạm phát lớn nhất và mạnh nhất, nhanh nhất từ 31 năm qua, kể từ thập niên 1990 tới bây giờ. Mức lạm phát tới mức cao nhất và mức lạm phát này đã ảnh hưởng giá cả toàn bộ. Thứ ba là cái chính sách mà buộc chủng ngừa của ông ta đã gây ra cái hậu quả nghiêm trọng là nhiều người không muốn đi làm bởi vì họ không muốn bị ép buộc chích chủng ngừa. Và cái chính sách này của ông ta đã ngày hôm nay ông ta đã trì hoãn cái thời hạn chót rồi, là bởi vì ông ta đã bị áp lực rất mạnh, bởi vì người dân không đi làm thì không có công xưởng sản xuất, mà không có công xưởng sản xuất thì không có hàng hóa, vẫn tiếp tục thiếu hụt. Trong khi đó ông ta ký với lại bến cảng Long Beach và bến cảng Los Angeles mở cửa 24 trên 7, nhưng ngay cả những bến cảng này bây giờ cũng đang gặp vấn đề. Thứ nhất là hàng nhập cảng từ Á Châu lại không nhiều. Thứ hai là không đủ nhân lực làm việc ở trong các bến cảng này, nhất là cái third ship, tức là cái ca thứ ba, là cái ca nửa đêm, không ai muốn làm việc cả. Tình trạng thiếu hụt nhân công nó xảy ra ở nhiều nơi, từ các cái ngành bán lẻ cho tới các cái cửa tiệm về cung cấp về thực phẩm như nhà hàng hay là chợ búa, cho tới kể cả bến cảng và các nhà kho cũng không đủ người làm việc vì cái chính sách gọi là áp đặt chích chủng ngừa của ông ta. Nhiều tài xế xe hàng đã từ chối lái xe. Bây giờ tình trạng thiếu tài xế xe hàng trầm trọng. Thì quý vị thấy đây là những cái chính sách thất bại của ông ta. Và những chính sách thất bại này đã dẫn tới việc mà đảng Dân Chủ đã thất bại thảm hại trong cái cuộc bầu cử tại Virginia. Không những thua ghế thống đốc, phó thống đốc, bộ trưởng tư pháp, mà bây giờ ngay cả hạ viện của tiểu bang Virginia cũng trở thành màu đỏ luôn. Thì quý vị, chính những chính sách thất bại ở trong nội địa đã dẫn tới hậu quả ngày hôm nay. Chưa kể là ông ta đã bất lực và thỏa hiệp với lực lượng bạo động cánh tả. Quý vị bây giờ còn nhớ cái vụ mà cách đây mấy ngày là một chiếc xe màu đỏ của một người da đen, người phạm tội, người tội một tội phạm da đen đã xông vào một cái cuộc diễn hành Christmas ở tại Wisconsin, khiến cho 6 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cho tới ngày hôm nay ông ta cũng từ chối tới thăm viếng gia đình luôn. Bởi vì cái kẻ mà gây ra cái án mạng này lại là một kẻ thuộc thành phần cánh tả, là thành phần gọi là đi theo ủng hộ cho Black Lives Matter. Do đó, thay vì ông ta tới thăm George Floyd vào năm ngoái, hay là ông ta nói chuyện với gia đình của những tên tội phạm đã bị anh Rittenhouse bắn thiệt mạng, bây giờ những nạn nhân này là những người vô tội, ông ta cũng không tới gặp gỡ những gia đình nạn nhân luôn. Mặc dù có cái lời gọi là chia buồn, nhưng mà ông ta không đích thân tới hay là gọi điện thoại tới gia đình người ta luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng là ông ta thỏa hiệp với những cái lực lượng bạo động cánh tả, và ông ta không dám tới, sợ đám này nổi giận nó sẽ ảnh hưởng tới những cái chính sách khác và nó sẽ gây nổi loạn trong cái xã hội Hoa Kỳ. Rõ ràng là trong cái chính sách mà an ninh nội địa bây giờ tội ác gia tăng và các vụ cướp bóc đã xảy ra.
Quý vị đã thấy từ Los Angeles cho tới San Francisco, tới mức mà bây giờ người dân kêu gọi rằng là phải có một cái lực lượng nào đó để bảo đảm cái sự an toàn của họ. Tình trạng cướp bóc và tội ác gia tăng ở tất cả các thành phố lớn. Quý vị, tất cả những điều này đã nói lên cái chính sách đối nội đầy thất bại của Joe Biden. Chưa kể là ông ta lại muốn xài tiền một cách khủng khiếp. Cái nợ trần quốc gia đã đến mức cao nhất rồi. Không thể tháo gỡ thêm được, không thể tháo gỡ cái giới hạn ra được. Nhưng mà ông ta và lực lượng cánh tả ở trong Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục muốn tháo gỡ cái giới hạn nợ trần để vay thêm tiền cho cái ngân sách mà 1.750 tỷ Mỹ Kim mà ông ta gọi là gì, cấu trúc xã hội, tái cấu trúc xã hội. Trong khi đó Đảng Dân Chủ lại bỏ phiếu và chống lại cái ngân sách quốc phòng. Họ nói rằng ngân sách quốc phòng không thể vượt cao hơn cái ngân sách dành cho an sinh xã hội. Thì quý vị thấy đây là những chính sách cực tả đã dẫn tới sự thất bại hoàn toàn. Và sự thất bại này nó ảnh hưởng rất lớn tới cái tư thế của Đảng Dân Chủ trong năm 2022, mà viễn cảnh là họ có thể mất luôn cả lưỡng viện quốc hội. Do đó, Joe Biden đã có nhu cầu làm sao có thể gây biến động ở bên ngoài để tác động vào bên trong và tránh cho người ta chú ý những cái chuyện thất bại của ông ta. Đầu tiên hết là thổi phồng tất cả những cái khu vực ở biên giới giữa Ukraine và Nga. Tức là báo cáo của Ukraine thì có hơn 92.000 binh sĩ của Nga trú đóng ở biên giới của Ukraine. Thứ hai là bắt đầu kích động khối NATO và khiêu khích Nga bằng cách là đưa tàu của Hoa Kỳ vào trong khu vực hắc hải để tạo ra cái sự biến động nhằm gọi là hướng mọi người chú ý tới cái biến động về biên giới. Bên cạnh đó thì cuộc xung đột giữa Ba Lan và Belarus không phải là chuyện lớn. Nhưng cái Ukraine là cái mục tiêu của ông ta. Tại Ba Lan thì vấn đề nó khác và quý vị, nó chỉ được thổi phồng lên nhưng mà không quá đáng, bởi vì Ba Lan và bên phía của Belarus họ cũng tự chế khá nhiều. Nó không đúng ý của Joe Biden. Do đó, Joe Biden có nhu cầu là thổi phồng rất nhiều những cái tin tức liên quan tới bán đảo Crimea và ngay chỗ Ukraine. Bên cạnh đó, ông ta lại bắt đầu thúc đẩy một cái cuộc gọi là xung khắc ở Trung Đông và ở Trung Mỹ. Ở Trung Đông, ông ta đã tháo gỡ cái nón dành khủng bố dành cho nhóm Hồi giáo Houthi mà được Iran hỗ trợ. Xưa nay nhóm Hồi giáo này bị Hoa Kỳ xem là tổ chức khủng bố. Thì bây giờ ông ta tháo gỡ cái chủ khủng bố ra cho nhóm Hồi giáo này. Ngược lại, ông ta lại ngưng cung cấp cái việc mà gọi là bán vũ khí cho Saudi Arabia trong cuộc chiến tại Yemen. Rõ ràng, rồi bên cạnh đó, ông ta lại cương quyết mở một cái lãnh sự quán của người Palestine ngay trong Jerusalem để mà thách thức Do Thái. Rõ ràng ông ta đang muốn chọc cho cái hồ sơ Trung Đông và ở khu vực này bùng nổ trở lại, để có thể người dân chú ý tới những cái cuộc bùng nổ này mà bớt chú ý tới cái tình trạng thất bại kinh tế của ông ta trong cái nội địa của Hoa Kỳ. Quý vị thấy rõ. Rồi bên cạnh đó quý vị, ngày hôm nay thì Bộ trưởng Ngoại giao là ông Antony Blinken lại tháo gỡ luôn cái nón khủng bố dành cho tổ chức FARC, là một tổ chức đi theo chủ nghĩa cộng sản Marxist và thường xuyên gây bạo động ở Colombia. Nhóm này đã bị quy làm thành tổ chức khủng bố từ năm 1997. Họ sống bằng cái nghề buôn ma túy, buôn người và tống tiền bắt cóc để mà làm cái kinh phí hoạt động của nhóm dân quân này và thường xuyên mở những cuộc tấn công vào chính phủ Colombia. Nhóm này bị coi là khủng bố. Thì bây giờ ông ta lại tháo gỡ cái nón khủng bố dành cho nhóm này. Rõ ràng là ông ta muốn có biến động chính trị ở tại khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, và ông ta muốn có biến động chính trị ở tại Trung Đông. Bên cạnh đó, ông ta bắt đầu trở mặt với Trung Quốc, bắt đầu có những cái chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc. Thì rõ ràng là ông ta đang muốn đẩy cái lửa ra bên ngoài, không khác gì Tập Cận Bình cả quý vị. Không khác gì Tập Cận Bình đang tìm cách đẩy lửa ra bên ngoài để người ta bớt chú ý nội bộ ở bên trong. Thì bây giờ Joe Biden sử dụng chính sách đối ngoại với những chính sách cực tả, bởi vì ông ta đã thất bại hoàn toàn trong cái nghị trình của ông ta. Cái COP26, tức là cái hội nghị mà ông ta cùng với Liên Hợp Quốc đứng ra tổ chức ở tại Scotland cho cái khí hậu toàn cầu, đã thất bại hoàn toàn. Các quốc gia chỉ là đưa ra những lời cam kết trống rỗng và không có một cái cụ thể nào được đưa ra. Ngay sau cái phiên họp này, mặc dù Tập Cận Bình tuyên bố là sẽ phối hợp với Hoa Kỳ để giảm đi cái khí methane của thảy ra bầu không khí, thì quý vị,
Ngay sau đó, Tập Cận Bình lại ký một cái hiệp ước với Nga là khai thác than đá từ Nga để chuyển qua Trung Quốc. Mà than đá là cái nguồn gốc thải ra khí mê tan nhiều nhất. Thì quý vị thấy rõ ràng là gần như cái nghị trình mà về khí hậu toàn cầu của ông ta mà được thúc đẩy bởi Obama đã thất bại, không quy kết được tới mức mà Obama nổi giận chỉ trích tùm lum hết. Quý vị thấy là cái lời phát biểu của Obama ở trên cái diễn đàn này chỉ trích tùm lum hết, là bởi vì ông ta cái nghị trình này là của Obama chứ không phải là của Joe Biden, và cái nghị trình mà khí hậu toàn cầu đã bị thất bại hoàn toàn. Gần như là ông ta đã không còn một cái cửa nào khác ngoại trừ kích động một số những cái bạo động ở những quốc gia đang có tiềm năng xung đột về vũ trang để khơi dậy sự chú ý cộng đồng quốc tế, không chú ý tới cái chính sách thất bại của ông ta ngay tại Hoa Kỳ. Và bây giờ cái giải pháp mà để giải quyết cái việc mà lạm phát này ông ta cũng không có. Bây giờ Janet Yellen ra điều trần ngày hôm nay, bà ta nói rằng cho tới giữa tháng 6 năm 2022 thì cái tình trạng lạm phát sẽ đứng lại và từ từ giảm đi. Đó là lời tuyên bố của bà ta nhưng không có một cái cụ thể dẫn chứng nào thuyết phục. Trong lúc mà mức lạm phát cao nhất trong vòng 31 năm, tình trạng thiếu hụt năng lượng vẫn không có bài toán giải quyết. Bây giờ khui cái trữ lượng dầu khí quốc gia ra 50 triệu thùng. Thì quý vị, cái dầu dự trữ này khui ra 50 thùng rồi, nếu 50 thùng này chưa tới mùa đông xài hết rồi thì tiếp theo sẽ là cái gì? Khui tiếp à? Ông ta đã phải, trước đó quý vị còn nhớ, ông ta ký một sắc lệnh là nghiêm cấm không cho thuê đất của liên bang khai thác trong kỹ nghệ năng lượng. Thì ngày hôm qua hôm kia, ông ta lại bí mật cho thuê những cái vùng đất của liên bang để khai thác dầu khí và khí đốt thiên nhiên. Tức là ông ta đã phải quay trở lại cái chính sách cũ của Tổng thống Trump. Rồi ông ta lật đổ cái việc mà là remain in Mexico, mở cửa cho di dân tràn vào nước Mỹ. Thì bây giờ ông ta lại lặp lại cái chính sách này của Tổng thống Trump, cho thấy rằng rõ ràng là ông ta không có một cái chiến lược rõ ràng. Ông ta chỉ muốn có mục tiêu làm tổng thống và lật đổ những cái gì của ông Trump thôi. Cho tới bây giờ thấy rằng khi lật đổ tất cả những chính sách của cựu Tổng thống Trump thì ông ta không có giải pháp giải quyết. Bây giờ phải sử dụng lại một số những cái giải pháp của Tổng thống Trump. Trước đây Tổng thống Trump ra lệnh cấm cửa 7 quốc gia Hồi giáo không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ để ngăn chặn khủng bố. Ông ta tháo gỡ ra. Ông ta tháo gỡ ra. Nhưng bây giờ quý vị, tình trạng biến chủng của đại dịch, ông ta cấm cửa 8 quốc gia Phi Châu đều nằm là trong những quốc gia Hồi giáo, nằm trong danh sách mà trước đây ông Trump cấm. Thì quý vị thấy rõ ràng, ông ta chỉ muốn lật đổ để lấy để là làm vừa lòng cái thành phần cực tả ở trong đảng Dân Chủ đã ủng hộ cho ông ta. Nhưng mà rồi thì chính ông ta đã nhìn thấy rõ cái chính sách đứng đắn của Tổng thống Trump. Và bây giờ không còn chọn lựa nào khác, ông ta phải chọn lại những cái chính sách này. Từ việc mà Remain in Mexico, từ việc mà bắt đầu cho khai thác lại các cái vùng đất mà của liên bang để khai thác về năng lượng. Rồi quý vị, ngay cả cái việc mà ông ta bắt đầu ngăn lại tất cả những cái gọi là chích chủng ngừa đó quý vị, ông ta cũng phải giảm lại luôn. Thay vì ông ta áp đặt là phải chích chủng ngừa thì bây giờ quý vị, do áp lực quá lớn từ các công ty và từ những cái thiếu hụt hàng hóa, ông ta phải dời lại cái ngày này. Thì cũng không khác gì Tổng thống Trump cả. Tổng thống Trump đâu có áp đặt cái việc buộc chủng ngừa đâu quý vị. Ông thúc đẩy để có được thuốc chủng ngừa cho người dân. Nhưng mà sự chích chủng ngừa này phải đến từ sự tình nguyện của người dân, không thể áp đặt được. Joe Biden phải scale back lại. Tức là bây giờ ông ta phải sử dụng lại những chính sách của Tổng thống Trump. Thì quý vị, rõ ràng ông ta thất bại hoàn toàn và không có một cái chiến lược nào, nhất là kinh tế. Ông ta gần như là không có một cái giải pháp nào giải quyết vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Bà Janet Yellen là Bộ trưởng Tài chánh, bà ta đưa ra cái lời phỏng đoán nhưng bà ta lại không giải thích cụ thể làm cách nào lạm phát đứng lại. Trong khi đó nguồn hàng vẫn thiếu, nhiên liệu vẫn thiếu, giá cả xăng dầu vẫn tăng. Và đặc biệt là quý vị, sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ đã chậm lại so với năm ngoái. Mặc dù năm ngoái là cái lúc mà bị tổn thương, bị dịch bệnh nhiều nhất, nhưng mà mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ vẫn cao hơn năm nay. Trong khi năm nay có thuốc chủng ngừa, nhưng lại kinh tế lại bị lạm phát nặng. Thì quý vị thấy rất rõ ràng cái chính sách thất bại này. Do đó, ông ta tìm cách khơi mào những cái điểm nóng trên thế giới để mà tránh dần
người ta chỉ trích những cái vấn đề liên quan tới cái chính sách tồi tệ của ông ta trong vấn đề điều hành quốc gia. Ông ta bắt đầu khơi mào trong gọi là, tôi gọi là cái lò lửa ở Trung Đông. Rồi ông ta bắt đầu tìm cách gọi là cho khuấy động ở khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Khi mà tháo gỡ cái nón khủng bố dành cho tổ chức du kích của Cộng sản là Marxist đó quý vị, là nhóm FARC. Rồi quý vị, ở khu vực Á Châu thì bắt đầu ông ta cương với Trung Quốc. Sau cái phiên họp với Tập Cận Bình, ông ta biết được không thể thỏa hiệp được với Tập Cận Bình. Thì bây giờ ông ta đổi chiến lược là bắt đầu có những chính sách cứng rắn hơn. Có những chính sách cứng rắn hơn, ông ta thúc đẩy một số nhà lập pháp Đảng Dân Chủ tới viếng thăm Đài Loan. Thì quý vị thấy rõ ràng những cái này là ông ta đang cố tình đẩy lửa ra bên ngoài, đặc biệt là cái hồ sơ Ukraine được thổi phồng rất nhiều. Lực lượng Nga trú đóng ở biên giới ở Ukraine là phía Ukraine báo cáo là trên 92.000 quân. Và con số này tới cuối năm có thể trên 100.000. Các xe tăng, thiết giáp, trọng pháo đều được di chuyển tới đây. Thì phía Ukraine cho rằng là Nga đang tìm cách hỗ trợ cho một cuộc đảo chính ở trong nước. Nhưng mà ngược lại, chính quyền của Joe Biden và Tổng thư ký Liên minh NATO là John Stoltenberg đã bắt đầu, ông ta đã bắt đầu kích động ông Jens Stoltenberg để mà bắt đầu gọi là có những cái ngôn ngữ cứng rắn với Nga để khơi dậy, tức là muốn biến Nga trở thành một kẻ thù nguy hiểm để ông ta che đậy cái phần thất bại bên trong, đồng thời là né bớt cái việc mà xung khắc với Trung Quốc. Thì quý vị, mình nhìn thấy cái hướng đi của Joe Biden rất rõ ràng đang làm cho cái đất nước Hoa Kỳ bị suy yếu trước cái sự phát triển của Nga và của Trung Quốc. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ mà cái thành phần cực tả lại thúc đẩy những cái nghị trình nội địa mà trong đó ông ta chịu không nổi. Bây giờ cải tổ hệ thống an sinh xã hội 1.750 tỷ Mỹ Kim, trong đó là sẽ tăng rất nhiều tiền cho cái vấn đề chăm sóc y tế cho trẻ em và người lớn tuổi. Quý vị, số tiền này là khổng lồ. Số tiền này khổng lồ nhất đụng tới vấn đề y tế là khổng lồ luôn. Và bây giờ còn muốn cho miễn phí đại học rồi cung cấp thêm. Nhưng mà cái việc miễn phí là tốt, không có gì xấu cả. Tiền, nhưng mà tiền lấy ở đâu ra? Bây giờ ông ta đòi đánh thuế các công ty. Nhưng mà đánh thuế các đại công ty cũng không đủ tiền để mà bù đắp vô cái ngân sách này nữa. Đó, hôm trước phía của cái quỹ ban mà phân tích về ngân sách cho cái ngân sách này của ông ta đó, họ nói rất là rõ ràng. Cái ngân sách này của ông ta không phải là 1.700 tỷ mà nó lên tới 2.400 tỷ Mỹ Kim. Vậy thì lấy tiền đâu ra 2.400 tỷ Mỹ Kim này? Ông ta tuyên bố rằng không đánh thuế những người dưới 400.000 Mỹ Kim. Nhưng mà nếu cái ngân sách này được thông qua và lỡ không đủ, ông ta sẽ đánh thuế những người nghèo luôn. Do đó quý vị, Joe Biden đang lợi dụng những cái biến động bên ngoài để che lấp và cứu vãn cái tình trạng của ông ta đang bị như mất dần uy thế so với cái lúc ông ta nhậm chức. Lúc ông ta nhậm chức, các cơ quan truyền thông cánh tả đều đồng loạt đăng ông ta được ủng hộ tới 53%. Hôm nay ông ta xuống còn có 36% thôi. Và con số này vẫn tiếp tục sẽ xuống nữa từ đây cho tới cuối năm và đầu năm tới. Lý do là ông ta không giải quyết được cái bài toán về cung cấp cái nguồn hàng cho người dân Hoa Kỳ. Giá xăng dầu, giá năng lượng phải giảm. Ông ta khui cái thùng cái quỹ dự trữ dầu ra nhưng mà giá xăng cũng không giảm. Giá xăng cũng không giảm và giá năng lượng các công ty mà cung cấp cái nguồn điện trong nhà họ cũng không giảm luôn. Tại vì nó là nằm trong cái tình hình chung trên toàn cầu, không thể cứu vãn một khúc được. Cái quan trọng nhất là làm sao có dồi dào nguồn năng lượng để hạ giá năng lượng xuống, thì ông ta vẫn chưa làm. Ông ta làm theo cái quyết định của Obama, vẫn tiếp tục duy trì cái ống dẫn dầu Keystone đóng cửa. Trong khi đó ông ta lại ủng hộ, ông ta lại không trừng phạt cái ống dẫn dầu Nord Stream 2. Lúc trước thì tháo gỡ việc trừng phạt với các công ty Pháp và Đức, bây giờ thì áp dụng lệnh trừng phạt với công ty của Nga. Ủa, vậy hai công Nga đâu có làm được một mình? Nga làm chung với Pháp với Đức, thì bây giờ loại trừ Pháp Đức ra không bị trừng phạt mà Nga bị trừng phạt thôi. Nội cái này không quý vị, chúng ta thấy rõ ràng cái chính sách của ông cực tả của ông ta đang dẫn tới việc ông ta mất điểm rất nhiều. Chưa kể, quý vị còn nhớ cái vụ mà ông ta mời một số hãng xe tới để mà phát triển năng lượng sạch không?
Cái công ty mà sản xuất xe điện đứng đầu thế giới là Tesla không được mời. Chỉ vì Tesla trước đây ủng hộ cho ông Trump. Nhưng mà ông ta mượn danh nghĩa là Tesla không có dư nhận, cho nên ông ta không mời tới. Quý vị thấy vô lý không? Một mặt thì muốn năng lượng sạch, một mặt thì á lại loại trừ những ai mà thuộc phe đối thủ của mình. Trong khi đó, hãng General Motors, hãng GM á, họ còn chưa có một chiếc xe điện nữa, họ mới bắt đầu tiến trình trong việc mà thành lập một cái công xưởng sản xuất bình điện cho xe điện thôi. Trong khi Tesla họ đã sản xuất xe điện cả mấy năm nay rồi. Thì bị loại trừ ra và mức khấu trừ thuế chỉ được 4.500 so với những hãng kia được 7.500 tới 8.000. Nội cái chính sách này cực tả này của ông ta cho thấy là ông ta đã không thuyết phục được công chúng Hoa Kỳ trong cái sự đối xử công bằng. Và đúng nhất là trong cái việc cái cuộc nghiên cứu vừa rồi mà thăm dò vừa rồi cho thấy ông ta là nguồn gốc của sự chia rẽ. Quý vị nhìn thấy ông ta đưa ra những chính sách này, trong khi đó lúc tranh cử ông ta nói sẽ đoàn kết quốc gia, cuối cùng ông ta đưa những chính sách còn chia rẽ quốc gia trầm trọng hơn ai hết nữa. Do đó cuối cùng quý vị, Joe Biden đã không làm đúng được cái vai trò của tổng thống, và tôi vẫn tiên đoán rằng có thể năm 2022 là năm sau cùng của ông ta. Bởi vì ông ta sẽ không ngồi ghế tổng thống được 4 năm. Thứ nhất, tình trạng sức khỏe. Thứ hai, ông ta là bất lực. Ông ta không có một cái chiến lược chính thức để mà có thể giúp cho Hoa Kỳ vượt qua những khó khăn thách thức bây giờ. Tình trạng lạm phát, tình trạng thiếu hụt năng lượng, thiếu hụt chip điện tử, thiếu hụt hàng hóa, cho tới tình trạng mà dịch bệnh đang bùng nổ trở lại. Và tình trạng mà di dân đang đe dọa ở biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Ông ta không có một giải pháp cho bất kỳ một vấn đề nào cả. Do đó, cái nhận định của tôi là ông ta sẽ không vượt qua được. Và cuối cùng, nước Mỹ lại rơi vào một cái sự thao túng của một phe nhóm đằng sau lưng. Đó là nhóm Obama. Họ sẽ giật sập Joe Biden để đưa Kamala Harris lên. Để rồi quý vị, Kamala Harris sẽ là công cụ của Obama. Và những chính sách cực tả của Ocasio-Cortez, của Ilhan Omar, của Obama sẽ được thúc đẩy. Và cuối cùng Hoa Kỳ sẽ phải đối diện với một cái hậu quả rất trầm trọng. Một đất nước bị chia rẽ, tiềm lực bị suy yếu bởi vì bị ngăn chặn cái sự phát triển bằng những chính sách cực tả. Và cuối cùng quý vị, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ và thua cho Trung Quốc và Nga trong việc phát triển cái sức mạnh quân sự. Và thua cho Trung Quốc trong cái vấn đề chạy đua về cái việc là cạnh tranh trong vấn đề AI, tức là Artificial Intelligence. Bởi vì có nhiều điều trói buộc khiến cho các công ty không thể phát triển được. Và người dân Hoa Kỳ không thể phát triển cái khả năng của họ được. Bởi vì cái chính sách cực tả được nhân danh là khí hậu toàn cầu. Và cuối cùng quý vị, chúng ta sẽ đối diện với một cái sự rất nguy hiểm. Sự qua mặt của Nga trong vấn đề quân sự. Sự qua mặt của Trung Quốc trong vấn đề kỹ thuật. Là có khả năng xảy ra. Nếu Joe Biden vẫn tiếp tục ngồi trên ghế tổng thống. Hay là Kamala Harris cũng giống nhau. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật ký chiều ngày hôm nay của Phong liên quan tới cái chính sách cực tả của Joe Biden đang copy cái chính sách của Cộng sản Trung Quốc. Phong xin trở lại cùng tất cả mọi người trong phần 2 của Hilton Nhật ký. Mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 3 phút.